là một trong số 9 mẫu xe chính hãng vừa được giới thiệu tại Việt Nam. Honda CB1000R gây bất ngờ khi mẫu xe này chỉ vừa được mới ra mắt tại triển lãm EICMA cách đây không lâu. Mẫu xe này sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của những mẫu NAC 3000cc tại Việt Nam như Kawasaki Z1000, Suzuki GX-S1000, BMW S1000R hay cả Yamaha MT10 chậm khẩu tư nhân. Theo Honda, chiếc CB1000R 2018 chính là mẫu xe chính thức của bản concept mang tên Neo Sport Cafe, từng xuất hiện cách đây không lâu. Theo triết lý của Honda, CB1000R 2018 là sự kết hợp giữa Sport, NAC và Street Fighter, tạo ra một sản phẩm cứng cáp, pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, mang lại dáng vẻ hoàn toàn khác biệt khi xuất hiện trước đám đông. Là một sản phẩm thay thế cho CB1000 thế hệ trước, CB1000R có động cơ mang công suất và mô men sánh cao hơn, cùng với loạt cải tiến từ chiếc Super Sport CB1000RR. Về thiết kế, xe có nhiều đường nét góc cạnh cùng với khung sườn và động cơ để lộ ra bên ngoài, giúp chiếc xe trở nên khỏe khoắn và thể thao hơn. CB1000R có kích thước chiều dài là 2120mm, rộng 789mm và cao 1090mm, khối sáng gầm là 130mm, cùng với chiều cao yên khá cao là 830mm. Nổi bật ở phía trước của Honda CB1000R 2018 là cụm đèn pha tròn 2 tầng, hoàn toàn bằng bóng LED cùng với dải định vị chạy xung quanh view bóng đèn. Trong khi đó, bộ đôi đèn xi nhan được xếp song song với tay lái, vừa tạo độ thẩm mỹ, vừa tăng dáng vẻ mạnh mẽ cho chiếc xe. Ở phía sau xe, đèn hậu cũng là đèn LED. Ngay ở phía trên là bảng đồng hồ LCD, giúp hiện các thông số cần thiết của xe. Kế bên là thanh tay lái được thiết kế khá phẳng, mang lại cảm giác ngồi đậm chất cafe racer, với tư thế hơi chồm về phía trước. Ngoài ra, mẫu xe này còn trang bị đèn báo hiệu nhiên liệu ECO, chìa khóa Hitch và tay phanh điều chỉnh 6 cấp độ. CB1000R 2018 sử dụng bộ khung Session Mono mới có trọng lượng nhẹ, giảm tới 12kg so với thế hệ trước, giúp xe chỉ nặng 212kg và tăng 20% tỷ lệ công suất trên trọng lượng, giúp xe đạt hiệu suất cao hơn. Tuy nhiên, so với các đối thủ khác, con số này vẫn còn khá khiêm tốn, như Yamaha MT10 có trọng lượng là 209kg, BMW S1000R là 207kg, Suzuki GX-S1000 là 207kg, chỉ ngoại trừ Kawasaki Z1000 là 220kg. Bình xăng của CB1000R 2018 có dung tích vừa phải là 16,2 lít. Về hệ thống treo, CB1000R sử dụng bộ phục trước upside down của thương hiệu Showa. Lớp trước có kích thước là 120-70-17. Phanh xe thuộc loại phanh kép 310mm, kẹp phanh 2 piston của Tokiko. Trong khi đó ở phía sau là bộ giảm sóc đơn Showa 131mm có thể tùy chỉnh. Phanh đĩa đơn 1 piston ở phía sau và lốp sau có kích thước là 190-55-17, phanh ABS được trang bị cho cả hai bánh. Phần ẩn xạ của xe có thiết kế khá to theo dạng 421. CB1000R vẫn mang ngoại hình rất sexy với góc đơn ở phía sau, có thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Có lẽ đây là điểm nổi bật và sáng giá nhất trên CB1000R, giúp khai trọn bộ mâm hộp kim đa chấu cực kỳ thể thao. Trái tim của CB1000R sử dụng khối động cơ DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 998cc làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 143,5 mã lực tại 10.500 vòng trên phút và mô men sánh cực đại là 104Nm tại 8.250 vòng trên phút. Khối động cơ này đi kèm một côn nồi chống trượt. Nếu so với phiên bản tiền nhiệm thì CB1000R 2018 mạnh hơn 20 mã lực, nhưng bù lại, mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm hơn là con số 5,81 lít cho 100km. Công nghệ trên xe cũng cải tiến đáng kể với hệ thống Rotor Byway, có 3 chế độ lái riêng biệt bao gồm Range, Sport và Standard, giúp người lái có thể trải nghiệm tốt hơn trên từng điều kiện đường khác nhau. Tại thị trường Việt Nam, Honda CB1000R được phân phối chính hãng với mức giá là 468 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT và chế độ bảo hành 2 năm không giới hạn km. Mẫu xe này được phân phối chính hãng với các màu sơn là đen mờ, đen trắng và đỏ đen bạc. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Cường Mô Tô.